Hello, kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chương trình Khai Dân Trí số 17. Hôm nay là ngày thứ năm, 5 tới tháng Giêng năm 2017. Trước khi vào chương trình, Lisa mời tất cả quý vị cũng như là các bạn lắng nghe một ca khúc để mà những ngày chúng ta vào chương trình nha. Sao nó không có vô ta? Chào các bạn. Hello Triệu Nguyễn. Hello Lê. Hello nha, chào các bạn nha. Chương trình trở lại với quý vị và các bạn thân mến. Lisa đang nhận được một cái tin. Thằng chó đẻ Nguyễn Phú Trọng đã nhờ con ngựa Nguyễn Thị Kim Ngân đã đem cái bức tượng của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh nặng 50 kg vàng 4 số 9 do thằng Formosa mua chuộc và nó ăn hối lộ một số tiền của Formosa. Nó đã đem về và nó chôn ở trong cái nhà thổ của nó, trong cái đền thờ tổ của nó nha.
Thằng Nguyễn Phú Trọng nó chuẩn bị nó đi qua bên thằng Tàu Cộng. Nó đã đi trước đây mấy ngày, nó bay qua bên thằng Tàu Cộng để nó gặp thằng Tập Cận Bình. Cho nên đêm hôm kia chuyến bay đêm của nó âm thầm về Việt Nam để chuẩn bị nó bàn giao. Và quân khu 4 đã bị thất thủ cho nên xảy ra bạo loạn động ở tại Lào Cai. Cho nên ở tại Lào Cai có những sự xô xát xảy ra bởi hẹp bàn giao Lào Cai là đầu tiên. Giống những chương trình trước Lisa đã nói với quý vị. Và bây giờ nó đang chuẩn bị để ráo riết để cướp đất và lấy nhà cửa của người dân ở Lào Cai. Nếu những người nào ở tại Lào Cai mà không mạnh mẽ, không đứng lên thì coi chừng sẽ bị chết không kịp ngắt nha. Hiện bây giờ thằng chó đẻ Trọng Lú nó đang tìm đường để mà nó chạy qua bên Tàu. Bởi sao vậy? Bởi vì Trần Đại Quang, vấn đề là kêu bằng nó đang cầu viện với vấn đề là kêu bằng ở Lào Hoa Kỳ để yêu cầu giúp đỡ hắn, để mà vấn đề là kêu bằng là lật đổ thằng Nguyễn Phú Trọng cũng như là phe tình báo Hoa Nam. Liệu thằng Trần Đại Quang có đánh được thằng Trọng Lú không, có thắng được cái lũ tình báo Hoa Nam hay không? Và thằng Trần Đại Quang nó đã hứa hẹn sẽ trả dân chủ lại và trả bầu cử tự do cho người dân Việt Nam giống y như ở nước Mỹ, để chúng ta xem coi những lời hứa có làm được hay không. Và thằng Nguyễn Phú Trọng nó rất là tức giận thằng Trần Đại Quang, bởi vì nó nói thằng Trần Đại Quang là một thằng phản bội, cho nên nó đã chạy qua thằng Tập Cận Bình để mà nó cầu viện và nó xin chỉ thị trong vòng nay mai để chúng nó sẽ vấn đề là thủ tiêu Trần Đại Quang như các tướng lĩnh mà các bạn đã thấy nó đã từng thanh trừng ở tại Yên Bái, rồi bây giờ ở tại Lào Cai bị thất thủ, rồi kể cả giống như là trường hợp của là vấn đề là cái bằng đó là ông Nguyễn Bắc Thanh nha. Trần Đại Quang có cứng cửa hay không? Trần Đại Quang và những trường hợp và những tướng lĩnh khác có vấn đề là bị thanh trừng hay không? Để mà Tàu nó vào nó lấy nước Việt Nam hay không? Đây là chúng ta hãy chuẩn bị coi vở kịch chuẩn bị từ từ vén màn ra. Các tổ chức đảng phái chính trị, chúng ta phải lập toàn bộ danh sách cá nhân, tài sản của những tên nằm trong bộ chính trị và những tên công an, những thằng quân đội nào mà có âm mưu với Tàu Cộng để bán nước Việt Nam, những tên có tội ác đối với dân tộc Việt Nam, để chúng ta trở thành một hồ sơ và chúng ta giữ ở đó nha. Chúng ta giữ ở đó khi không còn chế độ Cộng sản Việt Nam, bởi vì ngày nay chế độ cũng như là ông Donald Trump chuẩn bị lên tổng thống ngày 20 tháng 1 năm 2017 là sắp tới đây, ông ta lên sẽ cùng bắt tay với thằng Putin, tức là thằng Nga, để mà đập thằng Cộng sản Trung Cộng là thằng Tập Cận Bình và lan can cho cái chế độ của thằng chó đẻ Đảng Cộng sản Việt Nam, nó sẽ bị dính lan can theo. Cũng có thể sẽ trừng phạt và đưa danh sách của những thằng ở bên Tàu Cộng cũng như danh sách của những thằng ở bên Việt Nam mà đã đánh đập người dân, đã hà hiếp người dân để mà nộp lên cho Liên Hiệp Quốc. Tất cả những bà con ở tại Việt Nam đều nhớ mặt những thằng nào, những con chó nào mà được cướp đất mình, mà lấy nhà mình, khi có cơ hội phải giết chết không tha nha. Yêu cầu chiếu theo luật mới để mà chúng ta là thanh trừng. Đây là cơ hội mà chúng ta chúng ta là kêu bằng là đất sạch Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện bây giờ con có thằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang ở tại Mỹ, đang có cơ ngơi ở tại Mỹ. Thằng Nguyễn Xuân Phúc chỉ cần nhất cử nhất động ra một chỉ thị nào đó để mà vấn đề là kêu bằng đó là đàn áp người dân Việt Nam, thì chắc chắn con của nó sẽ bị tiêu diêu này, sẽ bị chết ngay tại chỗ. Cho nên thằng Nguyễn Xuân Phúc cũng giống như là trường hợp của 3S, tức là Nguyễn Tấn Dũng, không dám cử động gì hết, cũng bắt đầu lên đòi cho lại dân chủ, đòi vấn đề là sẽ vấn đề là theo cái mô hình dân chủ. Nhưng mà liệu Nguyễn Xuân Phúc có giống như là Nguyễn Tấn Dũng hay không? Liệu Trần Đại Quang có chiến thắng được phe tình báo Hoa Nam hay không? Liệu mọi người trong bộ chính trị có thể nào mà những này là lật được thằng những này là cái bạn là Nguyễn Phú Trọng là tức là Tổng Lúc hay không? Và những con chó đang nằm trong bộ chính trị ngày nay, những con chó nào mà tình âm mưu mà theo tình báo Hoa Nam, chúng ta có thể diệt trừ được nó hay không? Thì hãy chờ, chúng ta hãy xem nha. Bộ phim càng ngày nó càng gay cứng về quyền lực ở trong nội bộ của đảng, nó chuẩn bị cho chúng ta thấy rõ ràng nha. Lisa nhận được một cái tin nữa ha. Lisa ơi, tôi đang ở ngoài Trường Sa, tôi cho cô hay một tin. Thật sự đảng và nhà nước chỉ ra lệnh là bảo vệ chủ quyền, mà thực chất bây giờ ngoại bang, tức là những cái đảo ở Trường Sa đã bị Trung Quốc chiếm hoàn toàn. Mong cô lên tiếng nói để cứu chúng tôi, bởi vì chúng tôi nhận được lệnh của đảng, nếu Trung Quốc có nổ súng hoặc tràn lên Trường Sa để bắn giết thì chúng tôi không được nhận chỉ thị để bắn lại.
Cô coi như vậy làm sao được? Bây giờ tôi rất đau khổ bởi vì bây giờ vào đất liền cũng không được. Và bây giờ không làm gì được hết. Bây giờ chứ án binh bất động và tội nghiệp cho những con dân Việt Nam họ cứ đưa ra ngoài Trường Sa để mà họ kêu phải trấn giữ Trường Sa. Mà trấn giữ cái gì khi mà Tàu Cẩm họ đang âm mưu dày đặc ở tại Trường Sa? Thật sự ra chúng tôi là người, tôi là một tướng lĩnh. Tôi tạm thời giấu tên không cho cô biết, cũng như tôi đã cho cô biết, cô cũng đừng nói tên tôi ra nha. Tôi không nói tên của vấn đề là kêu bằng là anh ra đâu, anh yên tâm nha, vì sự an nguy của anh tôi sẽ đưa cái tin anh đưa cho tôi không đưa tin cho anh ra nha. Cô ơi, tôi nói thật với cô, tôi cũng là người đã đi theo đảng và ngày nay tôi đã nhìn thật không còn là đảng nữa, mà đây là một âm mưu tình báo qua Nam, nó đã thôn tính hết. Mà điều đáng nói là lại kêu chúng tôi bắt làm con chốt thí thì chúng tôi không bao giờ làm. Cô biết rằng tàu ngầm của nó đang đi sâu vào thềm lục địa của Trường Sa, nó thăm dò tất cả những cơ quan cũng như tất cả những đóng quân của bộ đội, nhưng này là kêu bằng của những là bộ đội Việt Nam ở tại trên những cái quần đảo Trường Sa này. Thật sự ra chúng tôi ngồi đây mà nhận được lệnh như đang ngồi trên đống lửa, không biết chết lúc nào. Chỉ thị là không được quyền bắn nếu Tàu Cộng cũng như là tụi bành trướng bá quyền Trung Quốc tấn công chớp nhóm, tôi không được lệnh đi. Họ cho tôi biết rằng nếu có chuyện gì chỉ đánh điện đài vào trong và sẽ có máy bay ra tiếp ứng. Tôi nghi ngờ lắm, bởi vì làm sao máy bay ra tiếp ứng được tôi đây, chắc tôi cũng có thể chết ở tại Trường Sa. Trước khi chết, tôi gửi cho cô tin này, mong cô nói cho tất cả người dân ở trong nước, những người đồng chí đồng đội của tôi, hãy tin tưởng rằng đừng nhẹ dạ nghe lời, bởi Trường Sa bây giờ đã thuộc về của Tàu Cộng, không còn là của Việt Nam nữa. Các bạn thấy không? Đó, đạo đảng đỉ của tụi bay đó, tụi bay sợ chưa hả? Cái trang mà vấn đề là 28 đó, nghe nói tụi bay cũng hacker của con người ta luôn, tụi bay không dám cho nghe tiếng nói của Lisa. Tụi bay vào giảng đường tụi bay cũng sợ cái tiếng nói của Lisa luôn nữa, phải không? Tụi bay sợ rồi phải không? Đó, tụi bay thấy chưa hả? Lisa ơi, họ đang chơi mồi chuẩn bị vàng ở trong nước đang rớt giá, chỉ còn có 2 triệu mấy một chỉ thôi. Người dân ùa nhau đi bán vàng, người dân ngu mới đi bán vàng. Vàng xuống sao đi bán được? Vàng xuống là phải mua, chừng nào nó lên mình mới bán. Chứ vàng nó đang xuống ùm ùm tự nhiên đi mới đi bán ra làm gì? Nha. Và mua vô mà cũng coi chừng vàng, như Lisa đã nói, coi chừng nó chim mọi là vàng của thằng Tàu Cộng, vàng quá chất, vàng giả. Nghe chưa? Chứ không phải là những mà là dễ dàng đâu. Nha. Rồi. Cô ơi, bây giờ ở Đồng Tháp, ở xã An Long, huyện Tam Nông xuất hiện vụ công an đi làm tiền trắng trợn từng người một, xin tiền trắng trợn cô ơi. Người dân đi bán chợ chồm hổm mà không đưa tiền cho nó cũng đánh đuổi đi người ta nữa cô. Ở Đồng Tháp không có xảy ra chuyện lớn rồi cô ơi, không biết bây giờ dân có xuống đường hay không. Thì chị đã nói rồi, nếu tiểu thương và người dân ở Đồng Tháp mà không dám xuống đường thì coi chừng. Ở tại tỉnh Đồng Tháp bây giờ nó đang loạn lên rồi, thì mọi người những này là chuẩn bị nha. Chị Lisa ơi, tôi báo cho chị một thông tin, tôi yêu cầu chị phổ biến cho mọi người biết. Tối hôm nay em đi cầu lễ nguyện đầu năm ở nhà thờ Tin Lành Gia Định. Mục sư có thông tin trường hợp một tín hữu bị bắt cóc sang Trung Quốc mổ lấy nội tạng chị ạ. Chị này là người dân tộc, chị xuống Sài Gòn để thi kinh thánh, thánh kinh và học viện, nhưng không đủ điểm đậu nên về lại quê, nhưng mãi không thấy chị về. Trước đó người nhà có nhận được điện thoại của chị, bắt máy lên chỉ nghe chị nói được là con bị bán đi rồi. Sau đó bên kia đường dây nói quát nạt giật điện thoại, mục sư nhà thờ làm việc với phía công an. Công an họ nói một cách chắc chắn cô này đã bị bắt cóc bán sang Tàu Cộng. Lisa đã nói rồi, những cái này Lisa đã nói rồi, Lisa đã nói là cách đây lâu rồi. Nó đã tung ra 2.000 người trong dịp Tết này để mà sang, để mà bắt cóc. Không riêng gì trẻ em mà những người lớn tuổi nó cũng xong thuốc mê để nó bắt luôn. Để mà nó mổ nội tạng ngay cả ở trong những cái cánh đồng hoặc là những cái cánh rừng của Việt Nam luôn nữa. Nha. Nha, nhưng mà Lisa nói mọi người không nghe. Những cái lũ mà đầu bò ốc chó trên đây nè, bắt đầu là ban tuyên giáo, ban lý luận mà đặt lên đây chửi bới được kia. Thì các bạn không nghe lời của Lisa thì các bạn nhận lấy hậu quả như vậy mà thôi. Thì bây giờ coi như đã chết rồi đó. Nha. Lisa nói những cái gì là điều có hết. Mà không nghe thì ráng chịu. Nha. Rồi. Chị Lisa ơi, tin mới nè chị. Bây giờ quê em sử dụng điện thoại không lên mạng được. Hỏi nó thì nó nói hiện nay chính quyền đang điều tra ít vấn đề về thông tin trên Facebook hoặc livestream của chị,
không được sử dụng mạng ở miền quê. Nó nói nếu điều tra không có vấn đề gì thì nó cho phép sử dụng mạng lại, nhưng mỗi tháng em phải đóng tiền cho nó 100.000. Thì đó, em thấy cái chế độ chó đẻ Đảng Cộng sản Việt Nam thì nó như vậy đó nha. Cô Lisa ơi, giới trẻ tụi con ít người biết và chỉ suốt ngày lo ăn chơi, lo học, thích pay man cầm em 18 plus với toàn yêu đương, trà sữa, check in, opa, nạn, gamble. Chỉ mong sao có một cuộc cách mạng đấu tranh. Con xin con là người đầu tiên được ghi vào danh sách đó. Bởi con chơi game thủ, con cũng vấn đề bắt chước giống như máu lạnh. Con sẽ giết những thằng công an. Thì con có điều kiện thì con cứ giết nó đi nha. Lisa ơi, cái đám dư luận viên ngu ngục, viên trần có dám dở trò chửi nhảm để mấy cái tin mà em đưa cho chị không đâu vào đâu. Chị đọc những cái tin nào mà nó quan trọng thôi nha. Những cái tin quan trọng thôi. Chị Lisa ơi, ngày hôm qua em đã nghe chị nói được công an ở Đồng Tháp đã nói rằng nếu bắt được một người nào nó bắt ăn cướp, nó đòi cá với chị thì chị cứ cá với nó đi chị. Chị cá với nó là mày bắt ba người ăn cướp đi, tao sẽ không chống cộng nữa hoặc chửi Hồ Chí Minh. Đó là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phát và Nguyễn Thị Kim Ngân. Rồi sau đó quay phim lại đưa cho chị xem. Chị cá với nó đi nghe chị. Ok. Làm sao nó dám cá được em? Có dám cá đâu. Nó chỉ cá người dân thôi chứ sao bà nội nó không dám bắt những cái thằng đó nữa. Em yên tâm đi nha. Chị ơi, xóm Trung Quốc ở tại Trà Vinh, người dân kêu gọi khu gần nhà máy nhiệt điện này là một xóm của Trung Quốc. Bởi vì người Tàu Cộng đang tràn sang ở tại Trà Vinh. Thì chị đã nghe cái tin này lâu rồi, mấy năm trước rồi. Nó đã dời cái bãi biển, rồi nó sáng thổi đây đó đâu, để mà chuẩn bị nó làm thành cái cảng ở tại Trà Vinh. Để mà những này nó cho thằng Tàu Cộng vào mà nha. Chị ơi, em cho chị tin vui. Hóc Môn đang cháy nhà nha chị. Nhà này là nhà của một thằng cán bộ lớn lắm chị. Vui, cảm ơn. Em cứ dịp phóng quả cho cháy nhiều vô cho chị nha. Chị ơi, Tết thưởng có 30.000 đồng ở tại Thanh Hóa đó chị. Chị ơi, phố Bạch Mai Hà Nội cũng cháy lớn kìa chị. Chị ơi, xã An Long, huyện Tam Nông, Đồng Tháp đánh đập người dân ở chợ Chòm Hổm không cho bán kìa chị. Chị ơi, tụi em là tuổi trẻ thế hệ sau này, tụi em vấn đề là đi đến để mà viết nghĩa trang quân đội Biên Hòa, tại sao mà người ta lại làm khó dễ này kia kia nọ chị. Rồi, nhà thờ Tin Lành Gia Định, một tín hữu bị bắt cóc bán sang cho Trung Quốc, nghe thấy chưa. Công an xã đã làm cho em bé 2 tuổi chảy máu cửa mình, máu chảy đầm đìa, thú vật mà. Có thằng nào đó nó ở với đàn bà mà người ta còn chịu không nổi luôn hồ chứ em bé. Thằng này là vấn đề là kêu bằng nó là mẹ thú vật mà, lo gì nha. Chị ơi, có tin Trọng Lú đã qua Tàu để ký kết bàn giao nước Việt Nam cho Tàu. Bọn nó đã qua Tàu lần này là lần thứ 5 trong 5 tháng nay. Lần 1 là tướng Hèn Ngô Xuân Lịch qua đại diện cho phe quân đội ký lệnh đầu hàng Tàu bàn giao. Thằng này là thằng heo đó chị. Rồi thứ hai là thằng Nguyễn Xuân Phúc, tức là đại diện cho khối nhà nước qua ký. Ba là thằng trưởng ban tuyên giáo Đinh Thế Huynh, đại diện cho khối truyền thông qua ký. Lần thứ tư là thằng đại sứ Đặng Minh Khôi, là đại diện cho khối ngoại giao, đã mở một cuộc họp báo ở tại Bắc Kinh để bày tỏ lòng trung thành của đảng đối với thằng Tàu Cộng để giữ chắc xã hội chủ nghĩa Đảng Cộng sản. Còn lần này là lần thứ 5 thằng Trọng Lú qua để đại diện cho cả một đảng và nhà nước cũng như dân tộc Việt Nam để ký kết cho tất cả những gì mà Tàu Cộng chuẩn bị thôn tính Việt Nam trong năm 2017 này. Đúng như những dự kiến đã nói, nước Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh lỵ của Tàu Cộng trong năm 2020. Hội nghị Thành Đô là hoàn toàn chính xác chị ạ. Chị đã biết rồi nha, những cái tin này cảm ơn em. Chị Lisa ơi, xin chị phổ biến gấp tin này. Cộng sản đã cắt phi trường quân sự ở Phú Lợi, Bình Dương đã dâng cho Tàu Cộng rồi chị. Trung Cộng đang trong quá trình xây dựng các tòa nhà trên khoảng 15% trong tổng diện tích đất hàng ngàn hecta của phi trường quân sự này. Phần diện tích đất nằm dọc theo đường Mỹ Phước, Tân Vạn,
Chị hãy xem kỹ hình em gửi nhé. Đang được rào lại bằng thô để che mắt người dân. Những gì đang diễn ra bên trong, vạch màu trắng nằm theo hướng Tây Bắc Đông Nam, giữa khoảng màu xanh là chính là đường băng. Khoảng đất hình vuông nằm ở góc trên của phần màu xanh lá cây chính là nơi Trung Cộng đang chuẩn bị xây những tòa cao ốc quân sự đó chị. Em là một người làm trong ngân hàng, cũng như em là một người có gia đình thân thiết với Đảng Cộng sản. Em cũng không thiết tha gì từ khi nghe chương trình của chị. Em sẽ cung cấp tất cả những tin tức cho chị. Thấy chưa? Lisa ở bên đây mà Lisa biết hết. Các bạn ở Việt Nam cứ việc thờ ơ nữa đi. Cứ việc mà vấn đề là không có nghĩ cho một ngày nào nó tới nó lấy đất của mình, nó tha hồ ngồi đó mà khóc. Cứ ở Việt Nam mở lên cái là Argentina rất tốt, pha đưa bóng tuyệt vời, quả bóng trả lại cho đồng đội xúc vào, ôi thấy là quả bóng chợt đi rồi, bóng đưa qua, bất ngờ, nó xúc vô, không ổn rồi, những tình huống này không ăn ớt khớp với nhau đó, ngồi mà nghe ba cái chuyện mà nó tranh luận bóng đá rồi, bắt đầu là kêu bằng là ca nhạc nhảm nhí, đồ kia thì hay lắm, thì lẹ lắm, còn mấy cái vụ mà nó cướp đất, cướp nhà thì không biết cái gì hết trơn, thấy không, à. À, vậy chứ mà thằng cầu thủ bóng đá nào trên thế giới hay là đều biết ở trên đó. Ô Gulus, Gulus của những này là kêu bằng Bồ Đào Nha đã xúc vô một cú quả tung tuyệt vời, thế là đã đem về bàn thắng cho đội của mình là 1-0 rồi, không ổn rồi, cú xúc này đã đi qua để trượt của thủ môn của Hà Thành rồi, mấy cái đó thì lẹ lắm nha. Yeah. Chị ơi, chị chia sẻ bằng video của anh Vũ Quang Thuận nha chị. Anh ta nói rằng có thể bị ám sát đó chị. Thì chừng nào bị đi chị sẽ lên tiếng. Mọi người đều biết anh ta cả rồi. Yên tâm đi nha. Ừ. Để chị coi coi vấn đề là anh ta như thế nào. Ở bên đây chị đang quan tâm đặc biệt về anh Vũ Quang Thuận. Cho nên nếu nó muốn bắt hay nó muốn ám sát thì chừng nào nó làm đi. Lúc đó là nó sẽ biết liền hả. Nha. Rồi. Cô Lisa ơi. Tôi cho cô biết một cái tin động trời. Tại tỉnh Đồng Nai có hai trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, bây giờ đã được nhà nước Cộng sản quản lý rồi. Đó là Trung tâm Bảo trợ Cô Nhi Thiên Bình và Trung tâm Khuyến tật Mồ Côi tỉnh Đồng Nai. Thì những người ở đây họ lưu manh giả mang lắm ạ. Họ còn giả danh là người tu hành để được lòng tin của mọi người để quyên góp tiền cho thật nhiều. Nhưng thật ra họ rất là quỷ ma. Họ đã đem những đồ từ thiện của mọi người đi ra ngoài để bán, gửi tiền đô la do các nhà từ thiện gửi từ bên Mỹ, bên Pháp về để xây nhà cửa lụt bạt. Những người coi trọi mồ côi từ thiện đều có những căn nhà biệt thự, đem người nhà và cháu chắc lên ở đầy ở trên đây Cô Nhi Viện Thiên Bình. Họ lợi dụng đồng tiền chắc chiêu của mạnh thường quân, đổ mồ hôi nước mắt và xương máu để trục lợi. Hai trại mồ côi này đã nhiều người đưa đơn thư kiện, nhưng chính quyền Cộng sản đã bao che binh vực cho họ. Nhưng người đang quản lý họ còn đút lót chính quyền Cộng sản ăn gần 1 tỷ đồng để bác bỏ đơn thư kiện nữa ạ. Con muốn cô lên chương trình nói cho cộng đồng mạng biết và tránh xa và tránh né cách lường gạt như thế này. Hai vị quản lý trung tâm đó, một là bà Phan Thị Nhan, giám đốc trung tâm bảo trợ Cô Nhi Thiên Bình, bà Nguyễn Thị Thủy, quản lý trung tâm khuyến tật Đồng Nai. Con xin cảm ơn cô và con sẽ nghe chương trình của cô. Tất cả những người nào ở bên đây mà kêu hội làm từ thiện đó, mà hãy đến cái tiệm của chị hoặc tới nhà chị kêu gọi là chị không đóng. Bởi vì chị biết đóng cái đồng tiền này không bao giờ về tới tay của những em tật nguyền hay những người nào mà bị nghèo khổ ở Việt Nam cả, mà nó lọt vào tay của đảng đỉ. Cho nên những cái hội đoàn nào mà làm từ thiện á, nó gặp cái mặt của chị đó, nó sợ còn hơn là bà la sát. Nó không dám vô tiệm chị mà nó ngồi nó nói chuyện làm từ thiện đâu. Không không khéo chị mắng vô bản mặt của nó, chị chửi cho một trận. Để mà vấn đề là nó bỏ nó chạy không kịp. Cho nên các em thấy không có thằng hội đoàn nào, không có con từ thiện nào mà dám mà léo hách mà bước vô trong nhà chị hoặc gặp chị ở ngoài cộng đồng chị họp. Không ai dám nói một tiếng nào, không dám mời cái mặt của chị đi. Chị vô đó là chị chửi thẳng vô bản mặt. Cho nên nó chỉ có những người Việt kiều nào mà ngục, mà ngu, mà lú ở bên đây đó, thì cứ việc mà đưa tiền cho nó đi, cúng cho nó đến nó xây nhà lầu biệt thự ở Việt Nam. Nha. Nha. Ừ. Lisa ơi, tôi cho Lisa một tin tức nữa. Hãy báo cáo cho mọi người, cũng như lên nói cho mọi người, nếu mà chuẩn bị sanh con mà vô không lì xì cho y tá, nó ghét, nó rửa mấy chục đứa con
trẻ rồi nó thảy lộn vèo với nhau, thậm chí nó thấy con mình đẹp thì người nào lì xì tiền cho nó muốn nuôi con đẹp thì nó tráo con qua, nó bắt con xấu hoặc con bị bệnh sida nó thảy qua là con của mình. Cho nên đã có trường hợp này rồi, hãy nên nói với mọi người khi đi sanh con phải có chồng đứng túc trực bên trong hoặc người nhà, khi đẻ con ra phải lấy mực tàu ịn vào nó để khi mà tắm rửa nó cũng không phai được mực tàu. Cho nên tình trạng mà tráo lông đổi phụng ở trong bệnh viện ngày nay rất là nhiều nhé Lisa. Đúng là thiên đường xã hội chủ nghĩa đó, bây giờ nó tráo đổi mà. À, thì người này bị bệnh sida, à, thì đẻ con ra bị bệnh sida rồi, nhưng mà vợ chồng này từ đó giờ không có bệnh sida, ăn uống đau đẹp đẽ quá rồi thì nó tráo quá. Nó lừa đảo với nhau như vậy đó, còn dân nó không dám lừa đảo. Các bạn thấy đó, thằng công an nào mà quách người chết ở ngoài dưới đây là cái bằng là Bình Định, nó viết lên nó nói, các bạn nghe rõ người không? Nó nói rằng là nó phải làm vô công an là phải làm sao mà phá được những cái vụ án, phải lập nhiều cái thành tích. Trong khi cái đất nước Mỹ bên đây đó, người ta không còn muốn có cái tình trạng mà tù tội nữa. Hay những cái nước châu Âu đó, nhà tù người ta đóng cửa bởi không có ai phạm tội, người ta đóng cửa, ta dẹp hết. Còn ở Việt Nam là nó phải chạy theo thành tích, cái bệnh thành tích là nó phải như vậy đó. Mà cái này là nó có từ thời mà Lisa ở trong nước rồi. Nhiều câu chuyện cười ra nước mắt. Đến cái chiến dịch đó mà chuẩn bị nó hốt cho thật là nhiều để nó lập thành tích đó, thì con gái người ta đang đi đàng hoàng ở bên ngoài, người ta là gái còn trinh, người ta chưa có gì hết trơn, bắt đầu nó chụp đầu người ta, nó thảy vô, nó cho là gái mãi dâm. Tại vì đi ban đêm đúng 11 giờ nó thảy vô, vô gia đình khóc lóc được kia, đi lên khiếu nại được kia, nó cũng kệ mẹ nó. Tại vì tao lập thành tích mà, tao lên tao ép hết trơn, tao sợ bị bể ra tao ép hết. Thành ra con gái người ta còn trinh mà cũng phải đi vô ở chung với những cô gái làm điếm ở trong tổng luôn nữa, ghét cho cái tội là vấn đề là kêu bằng là gái mãi dâm. Các em thấy không, bây giờ vô công an đó là mày phải phá án, mày phải đập án. Có những người nói với chị nghe mà nếu không thành được nhiệm vụ là nó sa thải ra, vô phải cướp tiền rồi về chia với thủ tướng của nó, với thủ trưởng của nó. Chị ơi, tội nghiệp người nuôi heo quá chị ơi. Bây giờ giá heo ở Việt Nam bị thằng Tàu Cộng nó chơi rẻ bèo. Ừ, rẻ bèo rẻ bọt rồi mà bây giờ bán ra cũng vậy nữa chị. Ừ, từ từ chết mà. Ừ. Lisa ơi, tôi có vấn đề này bức xúc. Tôi xin nói cho biết, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 2, thành phố Hồ Chó Minh, trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi đó đó cô. Nhân dịp gần Tết, nó cố ý tổ chức và bắt các em học sinh phải đăng ký đi chơi. Nếu được đi chơi thì cộng điểm thêm vào các môn học. Số tiền phụ huynh học sinh phải đóng là 285.000 đồng. Mong cô lên tiếng và chửi cái lũ Phòng Giáo dục Đào tạo quận 2, trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi nha cô. Tụi em mà không đóng là tụi nó to rập trù dập. Những em không đi chơi nó bắt buộc phải đi chơi. Nó ác lắm cô ơi, từ quận 2 đi xe tới Thảo Cầm Viên và Đầm Sen mà nó bắt mỗi một phụ huynh phải đóng gần 300.000 đồng. Có chỉ thị đàng hoàng á, thì nó chuẩn bị nó quả lên rồi nó phải ra vậy đó chứ sao. À, đó cái bộ giáo dục của tụi bay đó, thằng chó đẻ nào mà bộ trưởng bộ giáo dục đó, tụi bay hỏi đi, tụi bay điều tra ra cái tất nhiên là cái trường này đi nha. Đây là trường trung học cơ sở ở quận 2 nha. Ha, được, trường tên là Nguyễn Văn Trỗi nha. Đi xa nhận được tin tức hết trơn à. À, tại quận 2 thành phố Hồ Chó Đẻ, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi nha. Ừ, rồi tụi bay không làm việc được rồi để tao làm việc cho nha. Ừ, tất cả những em nào mà các em hỏi chị về đường lối hay là làm như thế nào đó, thì chị chỉ nói với các em là nếu các em chưa tìm được một người nào hoặc chưa tìm được tổ chức nào, các em hãy hành động. Có cơ hội điều kiện là giết những thằng công an nào mà nó ác ôn nha. Gặp nhà của thằng chó đẻ nào thì cứ luyện bơm xăng, có cơ hội là đốt phá tất cả chợ búa nhà lồng. Chị nghe nói những cái siêu thị mà Thái Lan bây giờ nó cũng bán cho Tàu Cộng vô được, thì cứ đập luôn, cứ phá luôn, cứ giết luôn, cứ đốt luôn, đốt sạch, giết sạch, phá sạch, đập sạch, tan xác sạch cho cái lũ chó đẻ đặng đặng như cộng của tụi bay. Tụi bay nói tao khích tướng, tao hận, tao hận thù luôn, đặng giết cái đặng đi tụi bay cho chết luôn, tụi bỏ tụi bay nghe 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 chưa, bỏ tụi bay mất dạy cái đàn chó đẻ của tụi bay. Có người ta ở ngoài Hoàng Sa, người ta ở ngoài Trường Sa, ta đang kêu gọi tới tao luôn rồi đó. Tụi bay thấy không, tụi bay ăn ở sao mà để bây giờ mẹ người của tụi bay từng là đảng viên đó, bây giờ vấn đề là la làng rồi đó.
Còn thằng nào nó đưa cái video đó ở trong chi bộ chi đoàn thì nó la làng, nó kêu bác Hồ ơi, bây giờ bác Hồ mà có đội màu sóc đẹp vô đây nó cũng kỷ luật bác Hồ luôn nữa đó, bỏ tật đó, đảng bác nữa đi, tôn thờ thằng súc vật, thằng chó đẻ, thằng tội đồ, thằng ma đầu, thằng mã quỷ đầu thai, thằng tạo khửa là thằng Hồ Chí Minh nữa đi nhé. Chị Lisa ơi, có tin nhắn kêu gọi ủng hộ Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Bây giờ mà còn có vụ nạn nhân chất độc da cam, bắt mọi người phải đóng 50.000 đồng của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ nè chị. Soạn tin nhắn về 1402. Ừ thì các em cứ gửi cho nó đi. Các em đừng có gửi, chị đó nói rồi, còn là lừa bịp không à, nha. Tin vui chị ơi, Trọng Lú đi thăm thằng Tàu Cộng chuẩn bị dâng nước. Một bà hiệu trưởng trường tiểu học lạm thu xong được chuyển làm hiệu trưởng một trường khác tại Quảng Trị ở Khánh Hòa, nuôi thả mũi thí điểm kìa chị. Ừ, mai mốt nó thả mũi, nó thả ong luôn nữa để cho nó vui nha. Can phạm tử vong trong nhà nghỉ đó chị, mấy cái vụ đụng này chị biết hết trơn, là nó đập người ta chết thôi chứ không có gì hết trơn nha. Tin mới nè chị ơi, một nạn nhân bị Trung Quốc bắt cóc. Tàu Cộng bắt cóc người này, sinh viên Viện Thánh Kinh Thần Học thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 lên Sài Gòn thi tuyển, bị trên đường bắt. Hồi nãy chị đã nói rồi, cái tin này chị đã nói rồi nha. Rồi kế tiếp nữa, em nghe lời chị, em quyên góp tiền thằng súc vật Hồ Chí Minh đi mua đô la hết. Ừ giỏi. Em cũng ok thôi, chị không đọc những cái tin này lên đâu, những cái tin này thì giờ giỏi rồi, chị không có cần đọc lên. Chị cho em biết thông tin của thằng công an đòi cho dân ở Đồng Tháp đi ăn phân đi chị. Em ở Đồng Tháp đây, em tức lắm khi nghe nó nói vậy. Và em cũng rất buồn khi muốn đứng lên mà thấy xung quanh toàn là những người cù non không à chị ơi. Ai ai cũng đưa bản mặt địch ra hết trơn á. Em cảm ơn chị đã khai sáng cho em, chào chị. Chị có biết tên tụi nó đâu, nó tự xưng nó là công an tỉnh Đồng Tháp thôi. Thì bây giờ thằng nào nó vô nó bắt đá gà, hoặc thằng nào mà nó cài chớn nó, thì em lủi nó một dao cho chị nha. Chị gặp nó chị cũng giết nó như thường à. Nó bây giờ mẹ nó ra cái Đồng Tháp nó đông vậy, giờ nói chung là thập gặp thằng nào ở Đồng Tháp nó mất dạy là giết chết mẹ nó thôi, nghe không nha. Không có cần thiết gì hết trơn á, gặp thằng nào là cứ đâm thằng đó thôi, hiểu không? Chị ơi, hôm qua em không thấy Lisa đệ nhị nữa. Chị thấy mà. Chị thấy em nó lên mà nha. Rồi cô ơi, ở xã Vị Thắng, tỉnh Hậu Giang á cô, mấy cái bọn cộng sản nó bắt dân phải mua cái tấm bảng nông thôn mới gì đó cô ạ. Mỗi tấm là 45.000 đồng đó cô. Mẹ cháu nghèo mà cũng phải mua cái tấm đó. Cháu mới có 13 tuổi, cháu bức xúc quá. Tấm bảng không có giá trị gì hết mà điệt mẹ bọn chúng cũng phải bắt buộc làm tiền tắt thợn, lấy tiền của dân để ăn đó cô ơi. Cái đảng này là đảng đỉ y như cô nói nè. Cô đừng nói tên con nha cô. Cô không nói tên con đâu, nhìn mặt con dễ thương không nhỏ xíu. Mới có 13 tuổi mà cô ngoan dễ sợ không? À như mấy thằng đầu bò, mẹ già ba bốn tứ tóc như cái lũ dư luận viên đến đây còn thua em này nữa, thấy không? 13 tuổi mà ta nhìn ta biết hết trơn. Nó thấy không? Nghe lời của chị Lisa nói á, 13 tuổi mà ta dễ thương ghê không? À như cái lũ đầu bò. Còn ở trường của cháu, cô giáo bắt chúng cháu đóng 16.000 đồng để mua cuốn sách gì đó để học về tư tưởng của Hồ Chí Minh. Cháu không muốn đóng chút nào nhưng ngặt nổi, cháu sợ ảnh hưởng đến việc học của cháu nên cháu phải đóng, vì cháu mới có 12, 13 tuổi và cháu đang học lớp 7 à cô. Thì nó làm tiền trắng trợn mà. Em cũng mua đi rồi về đó, em ngồi em chùi đít, nhớ không? Chứ tư tưởng con mẹ gì nha. Chị ơi, chị ơi, ở thành phố Tiền Giang bị cướp đất nữa nè. Người dân Mỹ Tho đang biểu tình rần rần rộ rộ đó chị. Biểu tình không, nó cướp, nó vẫn cướp thôi, phải có hành động chứ, chị thấy biểu tình cũng đâu làm gì được nha. Chị Lisa ơi, hôm nay lên chương trình lên án thằng thầy chùa này giúp em nha. Thầy tu quốc danh lên mạng xã hội cộng đồng gây đồng tính, ép gai chat, chat tìm bạn trai với người yêu nè chị. Nó tên gì chị đâu có biết đâu. Em phải nói tên cho chị nghe chứ, em không nói tên cho sao chị biết được. Chị Lisa ơi, vừa xảy ra ở ngoài bãi sao, bãi biển Sao Mai ở Vũng Tàu, vừa có người dùng bơm xăng, ném bơm xăng, trong đó có gas
làm trái nổ ở ngoài Vũng Tàu đó nha chị. Em nghe nói mấy thằng giám đốc nhà nước ở khu du lịch này toàn tham nhũng, ăn hiếp nhân viên, ăn xén ăn bớt lương của nhân viên đó chị, nên bị nhiều người ghét lắm. Em đang thu thập thêm thông tin tức để em báo cho chị nha. Em cũng được biết rằng những người ném bom xăng này họ cũng nghe lời chị đó. Em có cách này nhưng không biết được không. Nếu người dân mình sợ bỏ tù hoặc người dân mình sợ không đứng lên thì cứ chơi âm thầm như chị nói. Em sẽ dùng bom xăng để liệm vào những nhà của thằng giám đốc nha chị. Ờ, giỏi, đốt chết mẹ nó luôn nha. Ừ. Em hay đó, ở cứ việc làm đi nha. Ừ. Mấy cái vụ mà nó đưa ba cái tin tức mà chị biết rồi. Chính quyền Lào Cai cướp đất của người dân để bàn giao cho Tàu Cộng. Dân đã nổi dậy bạo loạn phản kháng ở tại Lào Cai. Quân khu 4 đã chuẩn bị thất thủ rồi chị ơi. Người dân đang bị cướp đất trắng trợn rồi chị ơi. Chết rồi, ừ đó thì người dân cứ cúi đầu gì nó tràn lên nó lấy đất gì đó cho bỏ tật nha. Chị Lisa ơi, làng Chăm thôn Hậu Xanh tỉnh Ninh Thuận của em hôm nay có một gia đình đem thi thể người chết ra nghĩa trang chôn, nhưng nghĩa trang không còn nữa. Xung quanh có mái ủi và cần cẩu đó chị. Sao họ lại cưỡng chế đất nghĩa trang vậy chị? Chị trả lời cho em nha. Trời ơi là trời, nó cướp đất nghĩa trang để mà nó cho thằng Tàu. Lúc chị còn ở Việt Nam là cái nghĩa trang người ta có cả trăm năm, nó đã vô nó cuốc mẹ nó rồi. Nó giả mang tới mức độ mà những người người ta không có tiền, người ta lấy cốt hả, nó lấy xe ủi đất nó ủi cho mẹ banh mẹ cái nắp hòm lên, nguyên cái đầu lâu nó bay như trái bóng vậy đó, nó quay vòng 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 ở trên trời rồi nó rớt xuống, nó cũng kệ mẹ nó sang bằng ở trơn, nó cán cho tao lấy xương được, kêu nó nát bấy ra trơn. Rồi cái bắt đầu là nó làm, nó vô nó đóng mấy cái cây, bắt đầu nó đem con gấu vô nó để là nhà văn hóa ở thị xã Long Xuyên á. Trời ơi, nó đem gấu, nó đem đại bàng đồ cho nó nuôi nè. Mẹ tụi chị tức quá, mẹ đi qua mẹ thảy thuốc chuột con gấu ăn đồ, mẹ chết mẹ luôn. Con đại bàng mua ở đâu đồ, mẹ chị đi qua chị đãi sao mẹ ăn cũng chết mẹ luôn nữa. Rốt cuộc rồi tao nói khỉ vọc gấu con mẹ gì chết lẹ la liệt hết trơn. Rồi cái nó xây lên cái nhà văn hóa xong rồi bắt đầu là tụi chị kéo nhau đi ra ỉa một dọc dài ở ngoài sao nó. Trời ơi, nhà văn hóa gì mà thấy mắc ỉa, bước vô cái gọi nó khai ngáy nước đái không mà vậy, vào những cái chương trình hát với nhau được kia cũng ào ào đi vô đó mà ngồi coi nữa. Cho em khỏi lo đi, em làm đỡ rồi đó. Cái thằng mà cái lũ An Giang á, ngày xưa nó cướp nghĩa địa đó là nó là chúa chùm đầu tiên hết trơn, còn của em vậy là đỡ rồi đó nha. Yeah. Chị ơi, hôm nay tụi em đi học nhà trường bắt học sinh phải đóng 20.000 ủng hộ miền Trung, đứa nào không đóng sẽ mời lên văn phòng. Ừ. Bây giờ là thầy cô giáo Tết nó không có tiền thì nó phải làm tiền như vậy chứ sao, các em suy nghĩ đi nha. Yeah. Cô ơi, quân khu 4 thất thủ bạo loạn đang diễn ra tại Bát Sát Lào Cai cô à, mong rằng cô lên tiếng cho mọi người ở hải ngoại hãy nên vấn đề là theo dõi sát sao nha cô. Nghe nói rằng nó nhận được lệnh quân khu 4 thất thủ, Tàu giả danh tràn loạn để bạo động đang nổi lên cướp đất của người dân quá trời, sẽ có hỗn chiến cô à. Cô hãy nên kêu gọi những người Việt ở hải ngoại cũng như các cơ quan truyền thông hãy gài người vào ở tại Bát Sát Lào Cai cô nhé. Họ người dân đang chuẩn bị thề sẽ chiến đấu và sẽ chết đổi mạng với lũ này. Rồi bây giờ Lào Cai nó mở cửa rồi là sẽ dài dài vô tới Hà Nội, vô tới miền Trung, rồi vô tới Đồng Nai. Tao nói nó lấy sạch sẽ để nó bàn giao cho Tàu, để coi người dân ngóc đầu lên không, để coi người dân đứng hay không. Lisa ngồi bên đây, Lisa coi coi người dân có đứng luôn hay không, có đứng lên hay không, có dân còn đứng lên không mà là sợ nhé. Lisa ơi, tôi là một công an nhưng tụi nó thanh trừng tôi bởi tôi nói lên sự ác độc của nó, tụi nó mất dạy, tôi mong Lisa đừng nói tên tôi ra. Nó hay chặn bắt xe của người dân để phạt tiền. Tụi nó là làm việc ở ấp 3 xã Thừa Đức, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, trong đó có tôi. Nó đã giả dạng đi ra để kiểm tra giấy tờ giống y như cảnh sát, công an giao thông, cho nên nó muốn làm tiền tắt trợn. Mong rằng cô phải lên tiếng để cho mọi người biết cô nhé. Rồi ở đâu, ở ấp 3 phải không, xã Thừa Đức phải không, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.
Thằng chó đẻ nào mà ở ấp 3, ở vấn đề là xã Thừa Đức này, nó đi ra nó làm tiền để nó vô nó ăn nhậu như vậy thì người dân ngu ở tại Đồng Nai mà không đập cho nó một trận, giết cho nó chết thì thôi. Theo tôi được biết chỉ có 3-4 người đi ra thôi cô ạ. Cho nên đây không có nhận được chỉ thị, bởi vì tụi nó thường thường kêu đi ra chặn để lấy tiền về nhà nhậu thôi à. À, thấy không? Bây giờ trong nội bộ của tụi bay cũng cho tao nghe những cái tin tức như vậy nữa đó. À, ta đâu có biết đâu, thấy không? Tụi bay thấy chưa? Thấy không? Ừ. Đó, các bạn thấy chưa? Nha. Rồi. Cô ơi, tôi là một người đang làm việc ở công an khu vực phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cho cô biết rằng ở trong công an phường Bình Thạnh này, phường 26 này, tụi nó chuyên họp hội với nhau và chuyên đi vào nhà của người khác để cướp trắng trợn, bắt người ta phải đưa tiền. Người nào không đưa nó sẽ làm khó làm dễ. Cả một thời gian dài, tôi nhìn thấy gai mắt, bởi tôi là công an mới vào, cho nên tôi không được tận dụng. Tôi thấy tụi nó đi cướp tiền của người ta về ăn nhậu bức xúc lắm rồi. Nhưng mà tôi không biết nói gì, cho nên tôi tạm giấu tên để tôi nói cho cô biết. Công an phường Bình Thạnh này, nó còn phải cộng thêm với đám giang hồ, tay chân, đầu gấu để làm cho người dân phải sợ hãi. Nó chuyên môn sọc thẳng vào nhà người ta để quan sát trong nhà có để tiện nghi gì thì nó cho đám giang hồ rình mò để hành động. Thậm chí gia đình nào giàu có, nó cũng cho giang hồ giả vờ đóng vai để vào ăn cướp và chia tiền cho nó. Nó chỉ ngồi ở tại chỗ và nhận được điện thoại để đàn em báo cáo cho nó biết ăn cắp có trót lọt không. Nếu lỡ dân tri hô bắt thì cũng giả vờ kêu công an xuống. Khi công an xuống thì giả bộ giả dây, giả bộ cũng bắt đi về đồn. Sau đó là thả ra để chuẩn bị tạo thành một cuộc cướp kế tiếp. Cho nên nó thường xuyên làm việc như vậy. Tôi chỉ cho cô biết rằng thằng này nó tên là họ, nó tên là Lương. Và tên của nó là thằng Hưng. Số điện thoại của nó, đợi tôi là đồng chí trùng với nó. Cho nên tôi biết điện thoại của nó là 0932. 082525. Đây là một thằng rất là mất dạy. Nó đã đi cùng kết với giang hồ, cho nên để mà đánh đập và cướp bóc người dân để đem tiền về cho vợ và con nó xài. Số điện thoại nó xin lặp lại cho cô: 0932082525. À, các bạn thấy không? Lisa ngồi bữa nay mà Lisa biết hết luôn. Trời ơi, nó đưa hình cho Lisa coi luôn nữa đó hả? Cảm ơn bạn nha. Đó, thì bạn vô trong bạn làm đi, rồi bạn vấn đề là coi tình hình như thế nào đó, bạn thấy rồi đó, nghe những cái mà live stream của Lisa đó thì các bạn thấy rõ ràng rồi nha. Đó, bây giờ các bạn thấy rằng các bạn làm đúng không? Bây giờ đó là nó chia phe với nhau như vậy, các bạn thấy các bạn làm đúng không nha? Ừ, coi quá nhiều luôn ha. Chị Lisa ơi, có người trên Facebook của em rao bán tiền giả, em hỏi mua và người đó trả lời em như thế này: em có nên mua không, hay đây là tổ chức nhà nước để bắt em? Nó rao bán thì em tới em tìm hỏi thôi chứ làm gì mà bắt em. Rồi tiền giả thì nó tràn lan thôi chứ em có sợ gì nha. Theo chị nghĩ là không gì phải sợ hết trơn á. Nó rao bán thì tìm hiểu có như thế nào, sợ nó là mẹ nó ra nó lấy tiền của em, nó không đưa tiền giả cho em thôi nha. Lisa ơi, Lisa kêu gọi mọi người tải TOO rồi về mà dùng vì nó ẩn danh và vượt được tường lửa. Kêu người dân đừng dùng hàng công nghệ Trung Cộng vì do thám đó cách chế bơm xăng lấy mút xốp. Cái này là Lisa đã dạy rồi. Lisa đã dạy rồi nha. Trời ơi, lịch sử lớp 9 nhồi sọ nè chị. Ừ thì nó nhồi sọ mà nha. Chị ơi, Trung Cộng nó đang trả giá mua đất ở bãi Cây Mến ở Kiên Giang 200 tỷ kia chị ơi. Chắc nó đang đóng quân sự ở tại tỉnh Kiên Giang để chuẩn bị lấy đảo Phú Quốc luôn đó chị. Ừ, thì ở Việt Nam các em cứ việc yên lặng đi nha. Các em cứ yên lặng thì các em chết thôi. Chị đó nói rồi nha. Rồi, để coi cái gì nữa đây. Để coi còn cái tin tức gì. Mỗi một ngày chị nhận nhiều cái tin tức lắm nha. Lisa ơi, sao bị đập không, gì sao bị dập không Lisa, là sao?
Nhiều bạn gửi tin Lisa không hiểu nha. Chị Lisa ơi, đừng nói tên em ra nha. Chị cho em hỏi là trong nước Việt Nam có tổ chức hay cá nhân nào bảo vệ quyền lợi cho các bạn sinh viên không chị? Chúng em là sinh viên nhưng không được nói, không được bảo vệ quyền lợi của mình, không được chọn tương lai và sự nghiệp cho mình. Chị biết tổ chức hay cá nhân nào chị giúp cho em để chúng em với chị nha. Em cứ liên lạc với chị nha. Em cứ liên lạc với chị, tên tuổi của chị, em chị sẽ vấn đề là gửi cho vấn đề là kêu bằng là nhân quyền, thanh tra của nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Nếu mà em thật sự có tài mà em không được phục vụ ở trong nước Việt Nam, chị sẽ cho em gửi em đi qua bên Hoa Kỳ cũng không chừng nha. Chị sẽ chỉ đường đi nước quốc cho em. Còn các em sinh viên ở Việt Nam, các em đã nhìn ra sự thật rồi thì các em hãy chuẩn bị. Các em không cần phải học theo cái tư tưởng thằng chó đẻ hồ nó dạy các em thôi nha. Nó dạy láo dạy sự cho các em thôi, không có cái gì cả. Cho nên các em là sinh viên thì các em phải nhìn lại cái vận mệnh của đất nước của mình, nghe chưa? Ngày hôm nay đó, em thấy không, ngay cả những cái người mà quân đội, hải quân ở ngoài Trường Sa còn phải cầu cứu chị nữa. Bây giờ chị phải làm việc như thế nào để có chuyện gì để mà bóc những cái người này, để cho họ sáng mắt ra. Bây giờ cái đảng đỉ bây giờ nó gài tình báo qua Nam vô trong tổng trong, nó đưa những người này ra. Ai có chồng mình là đại tá phi công đồ kia đó, bắt đầu là lên lái máy bay rồi kia đó, chuẩn bị đi. Mẹ nó ra càng lái máy bay nhiều, chừng nào nó ra nó bắn càng chết mẹ, chừng ấy lúc đó bỏ vợ, bỏ con, bỏ chồng của mình cho bỏ cái tật ngục, bỏ cái tật ngu, nó đưa cho vài cái bằng khen là xong nha. Nghe chưa? Chị ơi, em và ba em để 200 triệu trong ngân hàng, giờ có nên rút ra không chị? Em muốn rút thì em rút, còn em không rút thì em cứ để trong trọng đi. 200 triệu chị nghĩ cũng đâu đến nỗi nào đâu. 200 triệu thì em cứ để trong trọng đi. Tưởng sao là cả 200 tỷ thì em nên rút ra. Còn 200 triệu thì kệ nó, lỡ nó đổi tiền hay lỡ nó ăn cướp thì kệ mẹ, nó mất 200 triệu thôi. Bây giờ nghe lời chị, để chừng 50 triệu thôi. Lấy ra 150 triệu giấu ở nhà đi, tiền bên mình đi. Lỡ lộn lạc thằng Tàu nó có đi qua giống như Lào Cai đó, nó chuẩn bị nó tràn vô, thì bắt đầu là kêu bằng là đổi tiền đô để có gì chạy đi tị nạn. Ngu quá à. Đó. Bắt đầu nó thông thương rồi đó, chạy qua Thái Lan, chạy Singapore, chạy hết các nước lại đi hết trơn, hiểu không? À, còn bây giờ để tiền thằng già hộ thì lỡ mà rồi trào cẩm nó tràn vô rồi em có lấy được tiền không? Hay là ngủ đêm mất dậy nó thay đổi mẹ chính quyền mà tiền của em mất trắng hết trơn, ngục quá à. Trong thời buổi dầu sôi lửa bỏng các em thấy rồi đó, bây giờ nó tràn quân đi qua bên Lào Cai, nhất là bắt sát hết trơn rồi, người dân đang đứng lên rồi đó, các em thấy không? Ở tất cả tỉnh thành đều rút tiền trơn, em để tiền tâm làm gì? Mà 200 triệu của em mà thôi đi, chị nghĩ là chắc cũng không có nhiều đâu, mà kệ em, cái đó quyền của em thôi à. Chắc em cũng nghèo khổ lắm, nhưng có 200 triệu bạc, 200 triệu của em không bằng chị làm ngày. Tụi công an quận 1 bắt mấy cô gái về trụ sở, nó nói cho tụi nó chịch một cái, rồi tụi nó thả ra. Nhiều cô gái làm gái bắt đầu cho nó chịch mà nó mất dạy lắm, nó hỏi coi có bệnh hoạn hay không chị ơi. Trời ơi, tụi em làm cái nghề này mà cũng còn không qua được cái lũ chó đẻ này nữa. Bạn của em nó nói thôi kệ, mình muốn đi ra thôi kệ, nó để cho nó chịch đi. Rồi chị biết không, nó đem vào trong văn phòng, nó để tụi em nằm ở trên bàn làm việc, rồi nó cứ việc mà nó chịch đó chị à. Em là một người làm gái, em nói cho chị nghe, trời ơi, tao nói nó nhục chưa đó. Bây giờ đến nỗi mà công an mà bây giờ quả quá rồi, bắt đầu học theo tư tưởng thằng Hồ Chí Minh, chịch mẹ trên bàn làm việc luôn để thả con người ta ra như vậy đó. Trời ơi, ta nói nó vui như là ngày trễ hội mà. Ta nói thiên đường là nó như vậy nè, đó, chuẩn bị sắp tới rồi đó nha bay nha. Cái lũ đầu bò ốc chó đừng vô đây chửi tao đó, rồi bay nghe đi đó, đó, tin tức này đâu phải tao dựng ra đâu. Ở trong nước tao đưa tao nghe nè, thấy không? Tao bên đây, tao ngồi bên đây làm gì tao biết bên Việt Nam, thấy không? Đó, tụi bay ngồi đó, tụi bay ngục, tụi bay binh vực đạt, binh vực thằng Hồ đi, biết không? Em biết gì chưa? Công an đánh một người ở huyện Thoại Sơn, ở tỉnh An Giang. Công an đó tên gì? Đưa tin tức cho Lisa là phải biết thằng công an đó tên gì? Cấp bậc nó như thế nào? Ở đâu? Đánh cái người đó tên gì? Để mà Lisa lên nói cho mọi người biết, nha. Chứ bây giờ đưa ra công an ở An Giang, biết công an An Giang bây giờ giống cái thằng ở Đồng Tháp nó nói chuyện với Lisa, biết thằng nào? Bây giờ từ đây về sau cứ đưa tên tuổi của thằng đó ra nha. Ở tại đó thì đưa tên tuổi cho ra cho chị nha. Cho nên tạm thời tìm hiểu thông tin của nó đi rồi lên đưa tin cho chị. Chứ bây giờ vấn đề là hỏi chị, vấn đề là một người dân ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang bị quánh, chị đâu biết người đó tên gì, mặt tròn mặt méo ra sao. Phải đưa tên đưa tuổi nha. Phải đưa tên đưa tuổi để chị đưa mặt nó lên đây cho đẹp một chút, biết không? Để chị đưa mặt nó lên đây. Còn những thằng công an nào ở Đồng Tháp, tao biết nào, tao bay nghe rồi đó, tao bay nghe tao rồi đó, mày ngon, mày ngon, mày vô mày nói chuyện với tao thâu ra, tao cho mọi người nghe đi, mày dám không?
Mày nói giống như mày là PM cho tao đó, mày đòi là mày bắt người dân, mày bắt một người dân nào là mày phải đè nó ra để cho nó ăn cức của tụi bay đó thì mày ngon đấy, mày ra mặt đi. Còn mày gửi hình cho tao để tao đưa mày lên cho đẹp một chút, sao sợ vậy, sao nhục vậy, không dám đưa mặt ra. Lên video đi đó, lên live stream đi, lên live stream đó, lên live stream giống như mấy cái con, mấy cái thằng dư luận viên đó, lên nó là tao thách thức vậy đó, chớ chửi đi, dám không, dám không? Đó, dân Đồng Tháp nó hiền lắm, nó không dám làm gì tụi bay trơn á. Thì tụi bay ngon lên đi, lên live stream đi, lên đi. Chị Lisa, em là Khôi. Kỳ trước Tết em về Việt Nam, hành lý em chỉ lố có 2 hộp kẹo thôi. Lúc em đi qua Phi, trường Texas, thì Mỹ họ kêu lấy 2 hộp kẹo ra, người ta cho đi. Đến khi em xuống phi trường Tân Sơn Nhất, nó cân hành lý 2 hộp kẹo đó vẫn bị dư, nó phạt em $400. Em chửi quá chừng, chị thông báo tin này. Chửi cái gì, thì nó về nó làm tiền em là đúng rồi. Em cầm kẹo cầm đồ về Việt Nam thì ráng chịu đi, chửi gì. Mấy cái này chị không có quan tâm đâu. Tụi em đi về thì đi về đi nha. Rồi ok. Nhưng mà em phải làm cái gì đó chị mới giúp được em nha, không Đạt nha. Chị không nói điện thoại em ra đây, chị không nói tên ra đây, chút nữa chị nói chuyện với em sao. Chị Lisa ơi, chị có biết tổ chức dân chủ hoặc lực lượng nào gọi là nổi dậy, nổi loạn không? Bây giờ em quá bức xúc rồi. Thằng chó đẻ công an nó làm cho gia đình của em điêu đứng rồi, nhà em mất hết rồi, đất em cũng mất rồi. Thấy mẹ em ngày nào cũng ăn cơm khóc lo nghĩ, em không chịu được. Em đang tìm một tổ chức để đâm chết mẹ thằng công an xã này. Nó cướp đất nhà em nè chị ơi, trời ơi là trời, chị ơi là chị, cứu em chị ơi. Thì bây giờ em chuẩn bị đi đó, nó lấy nhà lấy cửa của em thì đổi mạng chứ có gì đâu. Đừng cho mẹ cha mình hay biết, mẹ gừng quánh nó, đâm nó. Nó bán nhà, nó lấy nhà, nó cho ai? Nó cho thằng Tàu Cẩm thì liền bơm xăng vô cái khu nhà của thằng Tàu Cẩm, có nó dám xây không? Trời ơi, chị thấy rằng nó cướp, nó đưa có một cái chiếc xe ủi đất tới mà không ai dám làm bơm xăng chổi vô trơn. Bây giờ la làng cái gì? Người dân phải đồng lòng, mỗi người tới bơm xăng xe ủi đất nó tới là phan vô, là chửi vô, cho trái vinh thành hết trơn. Không dám làm cho mà cứ la làng trên đây không, mà làm sao mà lấy được đất của các em? Trời ơi, nó lấy đất quá trời mà. Nha. Chị ơi chị, từ khi em nghe chị nói thì thằng Hồ Chó Minh là của thằng Tàu Cẩm hả chị? Thì trời ơi, nó là Tàu Cẩm 100% rồi. Chị gửi những cái file qua, các em vô các em tìm coi, các em thấy rồi đó. Nha. Em có vấn đề muốn gửi chị trình bày, mà sao em gửi tin nhắn không được cho chị? Thì em bị nó chặn rồi. Mẹ nó dùng, nó thấy cái IP của em còn ở Việt Nam, nó chặn mẹ em rồi. Chị gửi những cái chương trình cho em vô, em vượt qua bên, em đổi cái mã số ở nước ngoài em gửi cho chị mới được. Chứ tự nhiên giờ em gửi cái kiểu đó, mẹ nó nhìn nó đọc được hết trơn, nó chụp đầu em bây giờ đấy nè. Hôm ra chị đã lên trên mạng, chị đã nói 1000 lần rồi. Bây giờ những cái tin tức hình ảnh hay video gửi qua mà giữ được cái số bên Việt Nam, nó cũng điều tra ra được nữa. Phải đổi cái số ở bên nước ngoài, cái IP của nước ngoài. Chị đã nói với các em rồi. Hôm ra chị với anh Nguyễn Phú Trọng ở trên đây, cái nickname Nguyễn Phú Trọng đã đưa cho các em gần không biết bao nhiêu những cái vấn đề là kêu bằng là chương trình để các em đổi mã số, các em đi vào để gửi tin tức cho chị, gửi hình ảnh cho chị. Còn các em bây giờ cứ giữ hoài, khăng khăng hoài với em bao nhiêu tuổi vậy? Nói chị nghe coi. Em mới có 15 tuổi á. Trời quỷ thần mẹ ơi, 15 tuổi gửi gì cho tôi đây? Hả? Ừ. 15 tuổi tính gửi cái gì? Gửi hình ảnh gì? Cẩn thận nha. Phải học. Sắp có quy định bán toàn bộ tập đoàn kinh tế nhà nước cho Tàu Cẩm chị ơi. Nhiều video clip của chị bị YouTube xóa rồi. Thì có người xóa, có người đưa lên thôi, em yên tâm. Kệ nó muốn xóa như nó xóa đi em, không sao. Trang của chị còn là được rồi, các em yên tâm đi. Nó muốn xóa thì cho nó xóa, không sao hết trơn. Xóa cái clip này cũng có những người khác làm lên, những người ở hải ngoại này người ta cũng còn giữ những cái video của chị. Nếu mà nó xóa hết thì những người ở hải ngoại người ta cũng là lấy tài khoản người ta đăng lên thôi à. Ở Úc, ở Pháp, ở đâu người ta cũng chuẩn bị, người ta đưa cái tài khoản của chị lên à. Nha chị ơi, những cái video của chị ở bên
YouTube em vô không thấy nữa, nó bị xóa hết hay sao á, em bị chặn hay sao rồi? Chị lên chị thấy cũng còn nhiều lắm mà, chị lên chị thấy người ta cũng xây tin của chị nhiều lắm mà. Chị có mấy hôm ra chị không thấy chương trình có 28 thôi, chứ giờ chị thấy nhiều lắm mà. Nhiều video clip của chị bị YouTube nó xóa rồi, tại vi phạm bản quyền. Mấy bài hát, chị bỏ mấy bài hát đầu giờ đi chị nhé. À, là sao? Mở nhạc là vi phạm bản quyền gì? Vậy là không có cần nhạc luôn đó hả? Vô là nói luôn vậy đó hả? Không cần nhạc nhạc hết trơn hả? Phải bỏ mấy bài hát đi. Em ở Canada coi cũng bị xóa. Ok. Thì các em đưa lên YouTube các em bỏ bài hát đi. Các em đưa lên YouTube thì các em cắt bỏ cái bài hát đó ra, chỉ lấy từ cái lúc mà chị vừa vô chương trình thôi, đưa lên thôi. Đó, còn cái chương trình gì mở nhạc ở đây thì chị mở thôi, còn các em những là nếu đưa lên trên YouTube thì các em cắt bài nhạc các em bỏ ra đi để đưa cái chương trình của chị lên thôi nhé. Không cần. Rồi, thôi chương trình những này là cũng đã gần cả tiếng đồng hồ rồi, một tiếng đồng hồ rồi. Lisa xin cảm ơn quý vị, hôm nay không có chia sẻ gì được hết, chỉ có chia sẻ những cái tin của những người ở trong nước đưa ra, và có những người của Cộng sản Việt Nam đưa cho Lisa ở ngoài Trường Sa thì Lisa đã đưa lên như vậy thôi. Lisa xin cảm ơn tất cả quý vị, mong rằng có nhiều tin tức hơn nữa để mà gửi cho Lisa, để mà Lisa lên nói cho mọi người nghe. Chương trình Khai Dân Trí đến đây là hết. Xin thân ái kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại chương trình sắp tới.